nó không quá khó. Và nó đề nghị tất cả các bệnh viện y học cổ truyền phải trang bị đầy đủ luôn. Bệnh nhân đi ta đẩy vô mà đâu biết sao ơi, giống như động cái dịch mình động cái mặt biết không? Thì cái ông nhiễm hết hết từ người nước ngoài á, nhà đi bệnh viện học cổ truyền thì nó náo loạn. Nó náo loạn nữa đó không đó. Cô hộ mình nó chảy mà còn biết nữa đó. Cái thứ hai là em biết nó chụp luôn cái hình phổi của cái ông đó, nó chuyển mà. Rồi cô cứu em. Khi mà cô phát hiện ra đúng rồi đó em, có nghĩa là thiếu được nhiều người ta chơi toàn bộ. Thậm chí theo kiểm tra nữa đó là hồi sáng của cô nào tiếp xúc được nhanh không? Được không? Và tụi nó kêu gào để mốt sẽ thúc đi bệnh viện, đã đi bệnh viện học cổ truyền rồi còn ngứa. Và lúc đó cô có cười, cô ngồi cô cười, cô nói vậy nè, phải có chút xíu vậy cho cuộc sống nó nhốn nháo để cho nó biết được là ủa ta là bệnh nhân mà thấy bệnh viện là tôi nhào vô đúng không, tôi đâu có biết được cái bệnh viện này chỉ chữa được bệnh mạng tính chứ không chữa sắp tính, hiểu không? Tôi hối bạn ở một mặt cũng vậy, nhiều khi bệnh nhân chỉ hơi nó mặt vô ngay trời và mai mốt cái bạn ở những tuyến xa vậy. Nhiều khi bệnh nhân trong cái đời thấp xuống như thế này, cái câu hỏi đặt ra tôi là bây giờ mấy em chuyển nè, bệnh nhân có tình trạng hơi lơ mơ rồi đó, theo kịp chưa? Mấy anh có quyết định chuyển từ cái tỉnh á lên trên không? Ok, nhưng có gì mà mình điều trị không tới nơi á thì mình chuyển thì ok, nhưng mấy em bắt buộc phải có những cái sự trí ban đầu, và đây là những cái sự trí ban đầu, và cái này không quá khó khăn của em. Mà mình làm riết rồi người mình nó sẽ rất là nhanh nhẹn các bạn, và điều đó rất là giúp ích cho cái chuyên môn. Các bạn sẽ thấy những cái thứ tự đây đi, cái này nó không có khó gì hết, cái những cái phần nào hơi trục trặc thì tôi sẽ nói sau. Ví dụ như những thông đường thở thôi biết ha, cái này là một trong những cái vấn đề rất là khó chịu. Khi bắt đầu bệnh nhân có dấu hiệu không tỉnh táo thì cái đường thở là em có cảm giác như đàm vớt đầu bệnh nhân họ họp lên cái bàn, là bệnh nhân có khả năng là nó lắc tắt luôn á. Cho nên cái chuyện đầu tiên trong những ca này á, là làm sao cho cái đường thở này thông thoáng thì mình có khả năng làm gì với bạn, bạn chỉ định nó khác là ok thì chỉ định cái gì chỗ này. Nếu cái câu đầu tiên thôi là những thông thoáng nhớ lại đi, cái bài cô đưa một chùa đơn giản nhưng cô chưa bao giờ sử dụng như từ nào nữa. Nó nhớ cái phần bệnh học của đợt mới giờ học không? Não là cái nơi sử dụng oxy khá là nhiều nhưng không dự trữ oxy, hay kịp chưa? Mà đường thở bất tán này thì sao? Bệnh nhân sẽ bị chết não mấy em, hay kịp chưa? Vậy ra được phần bệnh này làm gì nhớ? Làm sao? Trời ơi, là không làm nhớ. Đó là thở oxy mấy em ơi. Nghe kiểu cái gì đâu mà mấy em chỉ định đó. Đừng có nói với cô em, cái bà mọi em không biết làm với em, chỉ cho người khác làm. Ở dưới tay em, nó bây giờ là mai mốt cô tiên lượng được cái thế hệ này sẽ nhận được một cái rất là dễ sợ, là đi ra đường bác sĩ lờ bệnh nhân. Xung quanh mình là bác sĩ kiếm bệnh nhân cũng ra. Biết điều đó cho dùng thấy rất là sợ, không biết ở đâu, rất là nhiều nơi đào tạo bác sĩ mà không biết nó đào tạo năm thứ nhất, năm thứ hai lúc nào cô không biết, nhưng bây giờ tôi còn có một năm nữa nó ra trường là cô thấy quá đau và khá đau được chưa? Và bệnh nhân thì không được quyền nói bác sĩ. Cứ khi em giao cái mạng cho bác sĩ cho em biết bác sĩ đào tạo từ đâu không, đâu có bệnh nhân nào tới cô giờ cũng chưa ai hỏi cô nghe kiểu chưa? Tới đây là một điều như vậy. Một chuyện mình chờ là bác sĩ Việt Nam luôn luôn có thái độ điều trị như là ba người khác, hiểu không? Mình là người cao, chúng ban xuống giống như ban phước lành nhưng mà không biết có làm không. Thế kiểu chưa? Chứ còn những người em khám cho bệnh nhân nước ngoài, em sẽ hỏi đi cái tương tự đó ngay. Bệnh nhân nước ngoài nghe mà, hiểu không? Và khi em muốn điều trị nó đi, em có thấy cái ca chờ rảy bị nước ngoài nó không đồng ý làm cái test, tôi biết không? Không phải đơn giản, nó nói thì rất là đơn giản, thì nó không đồng ý, nó không tin,
và nó không đồng ý cho người chồng đại diện làm cái test của cái xe nó. Và nó có bảo hiểm vậy, bảo hiểm của nó rất là cao và nó muốn điều trị ở đâu là quyền quyết định của nó, cho nên mặc dù rớt đúng ngay trung tâm là chợ rẫy, thế nhưng mà cái ca covid đó cũng đi khắp nơi, các em biết rồi đó, thấy nhiều chưa, rất là dễ sợ. Như vậy cho nên mấy cái câu đầu tiên đó, mấy em sẽ ra chỉ định ở trong bệnh án khi nhận bệnh nhân này, em giữ không được thở hay đó hay cho làm gì, ví dụ như là hút mạch nhớ không, ví dụ như cho thở oxy không, để mai mốt đến đây em sẽ biết là bây giờ bệnh nhân này thở oxy là bao nhiêu lít phút, hiểu không? Tới đây có hiểu được cái điều đó là cái độ mặn rất là khó chờ được, là người ta nói là chúng ta cần phải kiểm soát cái nhiệt độ của bệnh nhân ở giai đoạn này. Thông thường nghe được không? Thông thường nhiệt độ lúc này luôn luôn tăng cao, hiểu chưa? Thì mấy em khi người ta đi kiểm soát nhiệt độ, chứ người ta không có nói là nhiệt độ nha, bây giờ đang lưỡng lự nè, tôi kiểm soát thôi, nếu mà nhiệt độ cao quá mức thì tôi đang nghi ngờ có cái ổ nhiễm trùng ở đâu đó không, theo kịp chưa? Hay đây chỉ là cái phản ứng tức thời của cái trường hợp cấp cứu trong cái đột quỵ thì thôi. Và thông thường tôi xin lý với các bạn, thì trong cái giai đoạn này thân nhiệt có khả năng tăng cao, nhưng nó tăng cao trong một cái giai đoạn ngắn thôi, chúng ta chỉ cần bù qua uống nước điện giải, tự động thân nhiệt sẽ ổn định, chứ không cần phải xài thuốc hạ nhiệt, hiểu kịp không? Tức là tự động nhiệt độ nó sẽ ổn định. Vì vậy cái chỗ này người ta sử dụng cái từ là kiểm soát nhiệt độ là như vậy, chứ không khéo lắm mình thấy sốt lẹ lẹ hạ sốt, và như lúc mình cho thuốc hạ sốt vô cùng thời với cái nhiệt độ của cơ thể tự động ổn định lại thì sao, chuyện gì xảy ra, thân nhiệt sẽ xuống thấp và nó sẽ không an toàn cho bệnh nhân, nhớ kịp không à? Và một cái kế tiếp nữa là rất là đáng ngại đó, là tình trạng đường huyết của bệnh nhân lúc bây giờ thường tăng cao. Nếu mà mong mấy em nó về nhà có đọc thêm cái phần này, tôi nghĩ bên Tây Y á khi dạy cái này chắc người ta có nói rất rõ. Cái bài mình cũng có 2 tiếng hồ, không thể nào nói hết được, hiểu chưa? Đường huyết lúc bây giờ nó cũng tăng theo thân nhiệt luôn, và có những người nó phản ứng là tăng quá đà luôn, hiểu không? Và ở cái chỗ này thì đa phần bệnh nhân bị điều trị sai rất nhiều, nhưng mà paracetamol hạ sốt thôi thì nó cũng không tới nổi, hiểu không? Nhưng mà khi em quyết định xài cái ổn định đường huyết á, hiểu chưa, thì nó ra một sự cố cực kỳ khủng khiếp, là bệnh nhân nếu không có thấy theo đường, hiểu không? Nó qua cái giai đoạn cấp này tự động đường huyết ổn định, thuốc mình cho luôn cũng lúc đó nó kéo xuống luôn, và cái điều nguy hiểm là em sẽ làm những cái tế bào não đó, hiểu chưa, nó chết nhiều hơn rất là nhiều, hiểu không? Lý do tại sao biết rồi đúng không, đúng không? Cái mới mở đầu tiên của cái bài đột quỵ tôi đã nói thì cái sinh lý của não rồi, các em có gì không à? Kiểu chưa? Cho nên cái này là thận trọng dữ lắm luôn. Còn cái chỗ ổn định tình trạng thiếu máu cơ tim hay là loạn nhịp cái gì đó thì tùy ha, có những bệnh lý nó kèm theo thì nó sẽ điều trị riêng riêng biệt cho cái này. Mà trong cái phần mà lập cái đường truyền á thì các bạn biết không, khi bệnh nhân cấp cứu của đột quỵ vô, cái chuyện đầu tiên á, số 1 là nó giữ thông đường hô hấp, thế kiểu chưa? Cái số 2 này làm tốt cho một cái nhớ, một cái điều dưỡng á, nó sẽ gắn liền cái đường truyền, chưa biết là bác sĩ sẽ chỉ định là truyền cái gì, thế kiểu chưa? Nhưng mấy anh chị đó là dân chuyên nghiệp rồi đó, là nó làm tốt là gắn đường truyền á, hiểu chưa? Chứ không thôi cái hồi mình cần truyền á, mình mới làm thì nó sẽ hết, mặt nó sẽ không cứu được. Cho nên trong cái bài này đó các bạn, ở những cái bệnh viện như 115 hay trở lại, nó có cả một cái đội ngũ người ta kêu là đơn vị xử trí độc quyền, được chưa? Như vậy ví dụ như là tôi đang bắt đầu tôi ghi thao tác vậy là tôi nói bắt đầu nha, rồi tôi ra điện liền đấy, theo kịp chưa? Làm ơn thở oxy bao nhiêu lít phút, theo kịp chưa? Không cần nhớ đi em, đặt liền những cái đường truyền ở hai tay hai chân ví dụ vậy đó chưa? Thì trong lúc này tôi đang đi, là khi tôi đi xong tôi ra nó làm là kia nó làm rồi, theo kịp chưa? Tại lúc bây giờ tôi biết là bây giờ tôi sẽ trồng gì, thở gì, chỉnh tùy tình huống của bệnh nhân, theo kiểu mà
thì như nhờ ấy, nó giúp cho mấy bạn sẽ có cái sự trí kịp thời. Nếu mà có cái đồi cổ nó phối hợp với mình kịp quá mấy bạn làm dịp dàng á, thì cái khả năng để làm cái di chứng cho bệnh chân này hạn chế cực kỳ lắm. Và đó là lý do tại sao người ta đề nghị là phải chuyển gấp bệnh nhân trong những cái giờ đầu tiên để nó đừng trôi qua những giờ vàng. Bữa trước đồng nghiệp tôi bị tai biến cũng có một cái chuyện rất là đáng buồn. Anh nói đẹp thế anh tôi biết rồi, hiểu không? Nhưng mà tại vì ổng thì bây giờ kinh có kiện không anh? Thì ổng hiểu rất là nhiều về cái giờ vàng. Mà ổng cứ làm thì nó đang đi, là ổng có cái sự lú lẫn á ở trong cái bệnh á, em hiểu không? Cho nên ổng nói gì nói là thôi, ổng đang làm sàn không nghe, hiểu không? Và vô vậy lần đầu tiên cảm thấy đến từ cái cảm giác là nhân, hiểu không? Cái gì cũng từ từ cứ làm đó, cứ làm điều dưỡng nó lấy giáo sinh tồn, rồi bác sĩ nó khám, nó hiểu gì không, nó ổng nó càng ngày ổng càng bức xúc, ổng nằm không nằm không đi được lấy gì đi, rồi vô cái tay nó đọc nhẹ rồi coi nó làm gì á, hiểu không? Rồi lúc đó ổng khi mà qua cơn anh nói là số ảnh mà qua được hết, là số trong vài đầu ngủ nên nó hiện tại, hiểu không? Cái đầu rất là gấp, tại ông nói là cái giờ vàng rất quan trọng, người biết không? Nó đâu có gấp, là nửa tiếng sau mới đâu. Rồi gần tiếng sau tôi mới được phát động cho thở oxy. Ta không, ta muốn nghỉ, nó muốn hết nghe, như vậy bị chuyển ngay đến trung tâm. Nhưng mà mấy thằng này nó từ từ, nó nói hôm nay đang theo quen. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn coi bất kỳ bây giờ được chưa? Và đó là lý do tại sao các bạn được chập dần ở đây, có nghĩa là những tiếng sai trong những trường hợp này mấy em làm đi chứ, mấy em đợi gì em đọc em chuyển đây cho thầy cô, hiểu không? Mấy cái này làm được mà giờ vô vô cái phần ổn định đường huyết và ổn định huyết áp thì một hồi nó sẽ vô sâu cái bài nó sẽ nói sao. Nhưng các bạn nghe, tôi quyết định ổn định đường huyết cho những bệnh nhân có tiền can tái thao đường, tôi quyết định điều trị huyết áp cho bệnh nhân có tiền căn huyết áp, nhưng mà tôi sẽ hạ huyết áp cỡ nào, đó là có một cái bài cái phía sau này tôi sẽ cho mấy em biết bạn hạ huyết áp như thế nào và ở tại cái chỗ ổn định huyết áp này. Tụi tôi đã trả giá rất là nặng nề trên cái mạng sống của mình, rất là khó chịu. Ở đây chúng ta học chuyên môn cho nên tôi nói rằng thì có những cái nào là luôn mấy em là hơn một vòng mình được không? Và đừng có cứng nhắc quá, ngay chỗ này tôi nghiên cứu ổn định huyết áp rồi nha, chứ tôi không có kêu là hạ huyết áp càng nhanh càng sớm càng tốt. Hồi đó tôi là cái chữ gì chỗ này là hạ huyết áp bằng mọi giá mọi cách phải đưa huyết áp đến chỉ số an toàn, nghe kịp chưa? Và càng nhanh càng tốt, và chính vì càng nhanh càng tốt đó rất dần để lại để cái bạn để lúc hơn chỉ có được một lần, đúng không? Dạ, yeah. Sau này ta sẽ quay tất cả thế giới cùng ngồi lại với nhau rút ra những cái chuyện quá nan, sự gấp quá của mình đó, ta kêu là dùng tốt, bất bạc, đúng không? Ví dụ như chẳng hạn tôi cũng luôn luôn không biết là nhớ này có nói rồi khi ra lâm sàng như vậy, cái bài tôi lòng ghét cái lâm sàng rồi á. Tôi nói với bạn ơi, tôi trả giá bằng tôi treo bằng á, hồi xưa tôi có treo bằng nhưng mà nó giống như là treo dao, cũng là trên ngoại khoa vậy đó, em ok đúng không? Thì tôi mời em đứng đáng, nói chung là mình sẽ làm bác sĩ hành chánh, hiểu không? Mình tiếp nhận bệnh nhân hành chánh thôi, chứ còn điều trị thực tế chúng ta làm giống như treo dao không gì đó. Mà vì tôi sợ với bạn, khi tôi cho bệnh nhân uống thuốc đúng như tổn định huyết áp đúng viên như tôi nhỏ tổn thuốc, nó tổn cái mức mà bạn chưa cảm giác thì cái đó như thế nào, nó xuống cái mức mà tôi không biết làm sao kéo lên, cái bạn xuống thì khó, kéo xuống thì dễ đó, giống như đường cao thì kéo xuống nó không khó đâu em, nhưng mà cái hộ nó bộ xuống á, ở trên người đấy nó đường á mà em kéo lên hầu như là được thường bất khả. Nghe những cái thương tái trong đường khi nào quá thì sẽ bị không hơn, không lâu sau đó bệnh nhân tăng huyết áp cũng vậy. Ở trên người thường hạ huyết áp á, em kéo lên như vậy, còn cái người mà đã bị huyết áp rồi á mà em điều trị quá sai á thì nó tụt cái kép lên, lúc đó mình quậy đàn nó, mình quậy chặt lên, nói chung là có kinh nghiệm gì cho mình để giúp cho huyết áp nó chạy lên được, thậm chí nó được dép quấn dẫn năng cũng được đó.
sao có kiểu lúc đó mặt hàng là nó nóng không được, có hiểu không? Tức là làm mọi thứ đi trong cái áo chạy lên, nhưng mà mà bụi vô nó xuống, nó ngồi nó lên, nó ra nhiều chuyện á. Còn nó có cái chuyện ngày hôm nay chúng ta thôi, nếu á chúng ta hạ huyết áp quá là cái chuyện gì xảy ra trong cái phần xử trí cấp cứu này. Thank you.
ai biết vậy, tôi thậm chí bệnh nhân cũng xin bác sĩ cho tôi đi rủi về nhà tôi lên đột ngột chạy luôn kiếm bác sĩ làm chuyện sao, thế là cũng cho bệnh nhân nhét túi luôn để rủi mà bệnh nhân lên cơ mà ai cái bệnh nhân cũng thậm đó là thấy rất là dễ sợ. Và ngay ngay cái bác sĩ vô đây đâu áp thấy trên trời vậy, nãy giờ tôi đang nói với các bạn là bác sĩ là lập tức nhỏ với lưỡi ngay và luôn nó là sao một lần mà phải nhỏ một viên cái bệnh nhân mà nó kéo cái áp xuống một cách ao mẹ. Và khi các bạn đang góp ý nãy giờ như vậy sẽ gây tình trạng thiếu máu não, tôi muốn nói trong cái bài của họ bệnh học á, tôi đã nói với anh chị rồi, nó sẽ làm tôi nói là những cái bào não đã chết rồi thì là coi như xong không bài nữa rồi, thế kiểm tra. Nhưng nếu mình kéo cái áp quá xuống thì nó sẽ làm những cái tế bào não nó đang nằm trong nhát nhát, có hiểu không, nó đang nếu oxy nó nhát nhát á, mình kéo xuống nó thiếu thôi sao nó bóp oxy rồi. Theo kiểm tra, mình sẽ làm cho cái vùng tổn thương lớn hơn. Người ta sử dụng đó là cái vùng trong tối trong sáng, trong quá trình điều trị bất thời hóa của mình. Theo kiểm tra, mình sẽ góp phần làm cho cái bệnh lý diễn tiến nặng nề hơn khi có sự tham gia điều trị thầy thuốc và người hơn. Theo kiểm tra, và đây hồi chuông cảnh tỉnh với những cái thầy thuốc tương lai nghe. Và cái phần này tôi đề nghị là phải thuộc lòng, phải biết là khi nào tôi quyết định hạ, nghe kìa chưa, và khi tôi hạ thì ở những cái chỉ số nào thì tôi cứ quyết định là nhân tay, còn ở những cái chỉ số nào thì nên hạ từ từ thôi. Chúng ta sẽ hỏi với em hạ từ từ là bao nhiêu là từ từ, và đây là nguyên tắc học là chỉ bằng 15-25% thôi. Thậm chí có những cái người thầy thuốc á, nó còn cẩn thận hơn, có đề nghị thì chỉ cần 10-20% thôi. Nên kiểu chưa, cái điều này không quyết định, cái này là lý thuyết, tại lý thuyết nó có số cụ thể. Nên kiểu chưa, nhưng thực tế về lâm sàng đó thì vốn từ của mình là nó tùy theo cái tình trạng bệnh nhân mà mình quyết định hạ huyết áp cái cỡ nào. Theo kiểu không các bạn, đây là cái phần khá là quan trọng trong cái phần xử lý cấp cứu đó nha. Thế rồi cái thứ hai là tình trạng xuất huyết não. Đây kiểm tra thì trong xuất huyết não hai phần này nãy giờ nãy là thiếu máu não đúng không, và bây giờ là xuất huyết não thì các bạn là hơi nhớ những cái phần này để một hồi mình cắn vào cái phần y học cổ truyền mình sẽ biết được là tại sao mà là lại cổ truyền. Trong cái sự trí xuất huyết não này thì cái mà cô đọc mà mấy bạn sẽ nhìn thấy đó, nó loại thứ thì nó cũng giống như tương tự như cái hồi nãy, nhưng ở đây nó sẽ có tình trạng là phù não, vì vậy nó sẽ sử dụng hơn cho tôi là cái loại và cái thuốc lời tiểu và cái đường tiêm cho kẹp cho khá nhanh, nhưng mà phải chỉ định cho đúng trường hợp nha. Kẹp chưa, nó sẽ cái mục đích của nó tiểu ra đó, mà mục đích của nó là cái lợi tiểu để làm bớt phù não, nghe không? Cho nên một số bạn khi mà bị siết trong cái phần này ấy, tôi rất là tiếc là trong quá trình cái bạn học có đi học đại đó, cái bạn mà không tham gia gì cái phần trình đáng với bị xấu ơi, thì mấy bạn sẽ thấy là tụi nó trong một cái điều này rất là hữu dụng. Nghe kiểu chưa? Khi chúng ta hỏi anh tôi cái tác dụng để nhận là nó kiểu chưa, một số bạn nghĩ là anh tôi mình lần thì đi nhặt ổn định lắm, nó kiểu chưa, đấy phải, hiểu không? Thì có lẽ còn cái bạn đọc của tôi giả mạo gì, và vẫn giống như cái phần thiếu máu não, cái này tôi cũng đề nghị hạ từ từ, và quan trọng cái này là phải phòng ngừa một điều trong những trường hợp này ấy, trong cái trường hợp cho xuất não các bạn, thì thường bệnh nhân cái diễn tiến nó sẽ nặng nề hơn, bệnh nhân cái thường nó sẽ là mê man nhiều, nằm dính sát giường, các kiểm tra cái dày sẽ xuất hiện những cái nhận nhiễm trùng cơ hội, ví dụ như là phổi, như là tiết niệu, như là viêm da, rét mồm vân vân, các kiểm tra. Cho nên người ta luôn luôn đặt cái vấn đề là phòng ngừa bội nhiễm ở trong xử lý xuất huyết não, tức là làm phòng ngừa đó nha. Cho nên có khi mà các bạn trong sàn á, trước gặp những bệnh nhân mà nằm trong phòng ICU thì nó hỏi gì đến bệnh nhân này, nguyên tắc điều trị của em là gì, kịp không? Thì chính cái sự mà hiểu được cái bài rất rõ đấy, cái bài sẽ đưa nguyên tắc của cái bài là cái nào số một, cái nào số hai, nghe kịp chưa?
có những bệnh nhân thì mình nói là với bệnh nhân này đầu tiên là phải ổn định đường huyết, số 2 mới là huyết áp. Nhưng có những bệnh nhân dạng này thì số 1 của tôi á là vừa bội nhiễm, thứ nhất là viêm phổi, thứ hai là nhiễm trùng tiểu, thứ ba là loét bột, nó kịp không à? Rồi cái kế tiếp tôi mới ổn định huyết áp. Thì vâng ạ, như vậy trong cái quá trình mà làm một tế hoặc thi một tế thì mình sẽ từ từ đầu mình cái sự vận dụng lý thuyết vô thành hợp lý. Cái phần của bạn nói là cái kiểu không, và cái phần mà chỉ định mổ đó thì người ta có ghi cái câu với bạn làm ơn nhớ lên. Thì đây là cái phần mà tham gia với cái bên, các bạn sẽ thấy là có những cái sự trí này nó không còn là sự trí của nội khoa nữa, mà nó là chỉ qua điều trị của ngoại khoa, nhất là ngoại kinh. Thì kiểu như khi chỉ định mổ mô tạc ra cái máu cục lớn, nó được chẩn đoán là chẳng hạn như là có khối máu cục lớn nó chèn ở chỗ nào đó, thì kiểu như nhưng nếu mà nó gây là lục não thấp của mổ sẽ có nghe chữ đó bao giờ chưa? Lục não thấp có nghe chưa? Cái này cũng phải là từ dân gian đâu nghe. Còn chuyên môn có nghĩa là xuất huyết, cái ổ xuất huyết thì giờ nó lớn, hiểu không? Cái khối xuất huyết đó em chụp lên đây có khả năng nó xóa đầy cả nửa cái bán cầu mình, theo kiểu mà, và bệnh nhân sẽ mê man rất là nhiều. À, lúc bây giờ là ngồi ra đợi thì nó không có mổ xẻ vậy đó, nó đâu còn khối nữa mà nó nhiều quá rồi. Thế kiểu không ạ? Mà những cái ca đó người ta thường đi là khi cái chuyện là tiêu lượng cực kỳ nhiều. Và những bệnh nhân này trên lâm sàng thì nó mê lâu lắm mấy bạn. Thế kiểu chưa? Cho nên sau này cái có giai đoạn mà phục hồi hầu như là có nhiều người mấy bạn người này đang mang hang thấy rất thích gì chưa? Tay chân đau nguyên đó, thậm chí nặng luôn cái chân dừa vô. Thế kiểu chưa? Là do cái ổ tổn thương nó nhiều thì cái di chứng để lại của nó rất là lớn. Như vậy ngay chỗ này tùy cái người ta đẩy đi đi ngoại thần kinh người ta điều trị. Tuy nhiên mà cái phần này nó lại mấy bạn nói cho cô nghe, cái này cô nói thì cái nhiều có nhiều cái phương pháp điều trị, không phải lúc nào cũng phải mổ đâu. Em có bao giờ nghe ta là nói về cái việc coi chưa? Nhiều không? Giờ tôi đầu như tôi mới nói cái quyền lợi của tôi trước nha. Tại vì đi sáng học nhiều cái mới đó, thế nào tôi cập nhật cho cô. Để giờ cô vô ngồi chung với anh Thống giáo dạy, đúng không? Tự nhiên của em học xong mới nói cô nghe cô thích hơn. Thì tôi hiện giờ mới không biết cái này đâu rồi đây. Tức là nó làm rất điều trị nội khoa chứ không phải là ngoại khoa đâu, nhưng là hình thức điều trị ngoại khoa. Tức là nó bóng vô cái không phải là cái bóng mà thì là tôi nghĩ bản thân ra nó tiêu là cái đó một cái sự ví dụ coi á, nó đi vô cái để cái não mình đúng không em, nó phải chết thì á là nó sẽ dòm cái chỗ nào của mà để đi coi nói này dễ tưởng tượng rồi. Có bây giờ thấy mấy cái xe tay ga thì mới giờ không, nó không có ruột thấy không? Em có thấy cái bộ mà nó nói giá lên giá cái vỏ sao không? Đúng rồi, cái bộ treo vô, đúng không? Cái bộ treo vỏ nào đúng thì sao? Nó tự động nó hàng, nó đúng cho nó hàng nữa. Hiểu chưa? Dạ, điều trị chứ. Mình đặt nôi chứ không sẽ gì lớn. Theo kẹt chưa? Có nhiều người ta nghe nó mổ, nó sợ nó ngủ gì. Đúng vì bà bỏ vừa mới đi kêu việc đặt, nó là tư chết, bà ngủ nhiều mà. Theo kẹt chưa? Thì như vậy nó sẽ làm điều trị chứ. Thì nếu người ta chỉ định như nào những cái chỗ mà xuất huyết nhỏ, hiểu không, mà nhiều chỗ, hiểu không, thì nó sẽ đặt thôi. Thì cái đó ví dụ như nó có xíu men, khi nào cái chỗ nào mà vỡ á thì lập tức nó phình ra để nó lấp cái chỗ vỡ đó, hiểu không, và nhiều chỗ thì nó phình ra thì nó kêu cái đó là phương pháp đặt coi. Thì nói cho nghe, mấy bạn mới nói cho cô nghe cái phần đó chứ tự nhiên giờ nói cô vui thế. Còn cái này là lắc một cái lên luôn và nổ, hiểu không? Bổ đi giải áp, cái khối máu này. Nổ
phải cho, tên nhưng nghe giống như tôi đang nói chuyện, nghe mặt điểm nghe là có phải là mới nghe nghe nhắc lại đúng không, hay là nghe lần đầu không nhân mình muốn chuyện gì đâu rồi nha, cái đó cực kỳ lâu rồi đó nghe. Và đây là cái mà hiện giờ nãy giờ nói là để trong cái đội đơn vị xử trí rồi mà cấp cứu á thì là mới làm, còn mình làm nổi theo kịp chưa. Nhưng đây là cái phần của mấy bạn, nó sẽ bám mấy bạn suốt luôn. Người ta hỏi về cái phần điều trị tây y, mấy bạn phải nắm kỹ cái phần này. Như vậy đó là lý do tại sao cái tiếp rồi tôi hỏi các bạn ơi, các bạn đã học và điều trị huyết áp chưa, đã học điều trị đái tháo đường chưa, thì cắn cái bài này vô, nó là một cái phần nhắc lại mấy bạn hoàn chỉnh cái bài ok hơn. Thì ở đây đó, thì nó những cái yếu tố nguy cơ mà mình quay lại cái tiếp trước, nó có những yếu tố nguy cơ có khả năng thay đổi được đúng không, có khả năng điều chỉnh được đúng không. Và đây là những yếu tố nguy cơ có khả năng điều chỉnh được, ví dụ như tăng huyết áp, ví dụ như đái tháo đường, ví dụ như bé phì rối loạn như nó mở, theo kiểu chưa, thì nó sẽ điều trị. Và mấy bạn sẽ thấy là làm hơn trước khi em vô cái phần điều trị cụ thể, em đi đâu không biết được là mục tiêu điều trị. Thì tôi đang lòng ghét với bạn luôn có một lâm sàng đó nha, nó kêu bắt bệnh nó được nhân lên cái bộ thảo lá. Vậy điều trị cụ thể là gì, em sẽ nói cho cô với bệnh nhân này điều trị cụ thể của em, mục tiêu là, rồi điều trị cụ thể là thuốc gì, hiểu không. Mục tiêu là em muốn kéo huyết áp bệnh nhân này xuống tới cái mức nào an toàn. Giống như mục tiêu của Y62 là nắm cái phần này cho giữ luôn, tại vì cái phần này sẽ đi theo mấy bạn ra sàn của tôi. Và cái lý thuyết á, nhớ nha, và tôi nói trước kinh nghiệm năm ngoái á, không biết lý do gì, mấy anh chị Y6 năm ngoái hiện đầu chắc thầy cô, hiểu không, chắc thầy cô hiện đầu cho nên là đầu rất hàng vô cái ngày đi lý thuyết, nó để dành cái thi với cái môn bên tay gì mình học và điều trị, mà mình học chắc thì đầu rớt hai người ta, hiểu không. Tôi nói hiện đầu mà đã ao rồi thì sao không ngồi nổi, trong khi cái hiện đầu á thì công cụ đề ra khá dễ, nhưng cái đề thi lần hai làm gì dễ bằng đề thi lần đầu, nhớ nha, đề thi lần hai bao giờ cũng khó hơn lần đầu. Các bạn cứ chắc đi, chứ không tin làm thử biết nè. Cái gì trong cái phần này, cái phần về thì người ta hỏi mục tiêu trong cái điều trị huyết áp xử trí của đầu người thì huyết áp mục tiêu sẽ là cái gì, các bạn biết chỉ số nó đây cũng phải gắn vô rồi nghe. Dạ, và đây là những cái nhóm thuốc ưu tiên. Và tôi có khi á, là riêng cái bệnh nhân mà có kè bệnh lý đái tháo đường á, thì cái nhóm thuốc huyết áp và chạy canxi hoặc là ức chế miễn dịch là cái nhóm ưu tiên được chọn lựa. Các kiểm tra, hầu mấy chị đã học rồi, ta đi giải thích cho các bạn tại sao nhóm đó, đúng không? Cái bài này thì tôi không nói sai lỗi nhóm đó cho các bạn nghe. Tương tự như vậy, à, về huyết áp rồi thì tương tự là đái tháo đường, là rối loạn chuyển hóa mỡ, vân vân, thì mấy bạn đều có mục tiêu hết. Ví dụ như ở trên cái ME bình thường thì rối loạn chuyển máu thì nó đề nghị là dưới 100, nhưng có trường hợp là cái ME cái hâm mức này nó đề nghị xuống dưới 70 mg/dL luôn. Ở trên đỉnh của bệnh nhân có nguy cơ tim mạch từ cao tới rất cao. Đó thì trong cái bài tăng huyết áp người ta sẽ nói những cái nguy cơ cho mấy bạn coi. Theo kiểu không mấy bạn ơi, kiểu chưa? Và cái phần này là luôn luôn được hỏi cả lý thuyết của người lâm sàng. Không biết tại sao các bạn luôn luôn chắc để quên. Nhiều khi mấy bạn vô nói bạn nói một lần với bạn, có nhiều đứa nó chỉ nói xíu rồi là mình tính được. Là kiểu chưa? Muốn làm gì phải không? Giờ tôi nói mấy bạn nghe nè, mục tiêu của mấy em năm nay là gì? Đúng rồi, mục tiêu phải tốt nghiệp đó. Vấn đề là em rất là muốn đủ thứ như là muốn nâng cao chuyên môn, muốn nhưng mà mình cho cái mục tiêu rõ ràng. Ví dụ như nhiều khi tôi có gặp cô chồng em muốn thêm này, muốn thêm nhiều cái này, nói chung là em muốn thì rất là nhiều cái muốn, nhưng mà cô sẽ làm cho mục tiêu của giáo dục đưa tới cái nhóm này là gì,
Ví dụ như rất là tội nghiệp cho cái nhóm thi sáu một rồi tôi nói thiệt các bạn, rồi nói vừa họ từ nước mắt nó tràn ra, nhưng mà thấy cái cảnh nó đê cái thơ. Ai nghĩ về thơ thở rồi tôi nói là tay phá cái đường. Thế được chưa? Và tới hồi nó bắt tâm rồi nó cố gắng học để nó nhảy của bên cô được nó dạy để học hết cuối cùng cô dạy online. Nó nói cô cũng dạy. Cô mới đầu cô lên lớp cũng vậy là cô hứa với mẹ cô giúp biết có tài cỡ nào cũng trình né lại đây, nào cũng dân lại đây. Theo kiểu như mình mới vừa nói ra tới ngày học với cô thầy được em biết lớp cái gì là. Giờ chúng ta có thay đổi từ đây nha. Tức là cái thay đổi như vậy, vì vậy tôi nhớ khi 6 rồi cái phòng nó phải sạch hay là sướng không? Sướng nhưng mà nó không có sướng. Sướng là cô làm thì sướng thì cô làm thì cô ổn chứ nó không ổn. Cô bày ra mắt những phút cho nó bỏ vô miệng thôi. Nhưng mà có cảnh thì nào cũng phải làm, hiểu không? Cái đó nó đi chùa. Và như vậy em có tưởng tượng vì rồi cô phải dạy gấp 3 lần thế đó khi tới khi bắt đầu cho dạy ớt đai rồi thì toàn bộ 16 nó đi 2 phần 3 chương trình thực hành. Thế kiểu chưa? Có những đứa ngay cái con gái thì khó khăn cô ơi, mai mốt mình đi môn tuệ tính sao? Cái đó cô đâu có muốn. Thì bây giờ tụi bảo nó tưởng tượng cô chấp nhận nhận đi mai, đi qua ban ngày là buổi sáng thôi, là tụi nó học buổi sáng, thôi và toàn bộ cho đi sáu, cô phải giả, cô nói với bệnh viện là cô đang là đi sáu vô một ban ngày biến thành đi hai ba đó chứ là quá vậy chứ, theo kịp chưa? Và đi sáu buổi chiều xong đi nó học mấy chỗ khác nó chào ở đây thì nó học nó sẽ được rồi và dạy quá to không được tính giờ đó, nhưng mà chỉ có cô rồi chuyên môn thì tụi nó tiền cũng nghiệp thôi. Mà cái cách của cái chị họ khổ dễ sợ. Nhưng mà cô luôn nói không sao cho em cái gì cũng vậy. Nhiều khi có đứa nó có cái thần mình nữa ha. Nó đầy đủ phương tiện học nhưng mà nó không có học. Còn mình là thời chiến mà mình không đủ giờ mà học. Nhiều khi mà mấy anh chị học rất là nhiệt tình với bạn. Đêm ngày nó cũng dạy nó ám ảnh luôn là đêm ngày quay kêu 12 giờ đêm 1 giờ sáng cũng chết dạy rất là căng dạy mà cũng có nhìn trên cái máy thôi tôi cũng cảm rất là mừng. Bệnh nhân là giống như là đứng ảo hơn cô tự động đưa bệnh nhân nhưng mà cô biết cắt cắt tỉa rồi có cô nói tiền không biết đường cắt tỉa và thậm chí có những đứa 6 giờ sáng mặc máy ra rồi cô ơi tụi em nữa chứ cô là tụi em có tập thể dục trước khi gây đó và tụi nó thấy thì cái cảm nó hết đất. Tôi nói chuyện với bạn là thiệt đó. Và sau đó họ rất rồi. Và mấy bạn có tưởng tượng không? Chân cái máy online, cái tương đối, các bạn tôi cũng có bắt hình dung đâu. Tôi nhìn cách học của tôi như vậy. Tôi nhìn vào những bạn nào sẽ tìm hết. Được chưa? Tại vì biết sao? Lâu lâu cũng thấy mặt nó thấy đứa cô ơi, nó hỏi qua máy vậy nè. Mà em có vấn đề. Trời ơi, trời, cái dụng này không biết, không biết. Cô ngồi, cô dạy cho mấy anh chị, cho cô vẫn ngồi đàng hoàng. Nhưng không biết ở nhà là không có nguyên một đứa, không có hiểu không? Khi nào cô kêu nó nói, cô kêu nó sao cho cái bạn đi chứ. Cô kêu này đi, lẽ nó biết thiệt. Nhiều khi đổ cô thấy đang ngồi trầm hổm đó. Làm cậu ăn hay gì đó, thấy không? Thì em nghĩ họ vậy, em thấy một cái sự bức bối cô, bức bối. Làm như sao vậy? Được kêu này đi, học em có hiểu là gì? Học cái em là nói gì cô? Con khối nhà nó nói mẹ dạy chi nhiệt tình, cô nói mẹ nghe ở nhà ăn cũng lăn lộn với con bò nữa, đưa em lên đây có chân trái là chứ không có anh chị là cũng còn nghiêm túc á. Cô mới nói cho tôi nghe nè, mấy anh chị mà không nghiêm túc thì cởi mấy anh chị, mẹ đâu có quan tâm. Mẹ nghiêm túc là tại vì để ý thức là phải đi dài. Mặc dù á nó còn nó cười nó nhìn cô con nó dạy là trường Sài Gòn. Còn Sài Gòn người là làm rau, rồi đối chị với chồng người chơi game dạy cho con. Cô mẹ sao làm vậy đi? Mình muốn làm gì mình làm, có ai cản gì? Thế kiểu chưa? Mình làm gì được đó à? Trời cũng cái ngày đẹp trời, biết sao chị có biết không? Lộ hẹn, quên, bắt âm ra.
nhìn cái cảnh là tôi rất vui bố, bà cô đang bận xà lỏng nè, đang ngồi chơi cái gì đó, miệng vẫn giảng ở đây, hiểu không? Quên chắc là mấy cái như vậy quá, chắc là như vô địa tắt. Cho nên, quên tắt thì em nói mấy người dưới thì mình phải thì cô mới nói tụi sao em cũng học kiểu nào được, nó làm mình ngủ bắt mệt nè, trực trăng cũng được, cũng làm gì được, nghĩ sao là các em. Nhưng mấy em yên tâm một chuyện đi, cuối cùng á, mấy em đi thi, mấy cô thi thôi. Hiểu không? Chứ nó chuyện học được hay không? Mấy em sẽ làm người quyết định, chứ không của cô. Bây giờ cô đang nói như này á, mấy bạn nghe có vẻ như cô đang, cô nói được tay trái, trái qua được tay phải đó. Điều này nó sẽ giữ chân mấy đàn ông mặc lại trên lâm sàng những thông số, những cái mục tiêu điều chỉnh theo cái yếu tố nguy cơ. Vô tới cái phần ngưng thuốc lá và giải, cái lỗi là ngưng thuốc lá và giảm rượu. Thì bây giờ cái phần này tôi nói rất là ngắn gọn ngay là cậu này thôi, nhưng mà mấy bạn khi chuyển giao ra giờ không đơn giản chút xíu. Tôi kêu ngưng thuốc lá có nghĩa là thuốc lá bằng mọi giá mọi cách phải bỏ đi. Mấy em về đọc sách thêm để coi tại sao. Hiểu chưa? Tuy nhiên, trong cái chữ ngưng thuốc lá của tôi thì tôi phải mở mặt. Tại vì giờ bà cãi dữ lắm nhưng mà tôi quyết định mở mặt cho nghe nè. Một cách từ từ, từng bậc. Ví dụ như có người bệnh nhân một gối rưỡi tới hai gối một ngày. Em mà kêu bệnh nhân một uống hết đi, có gì bệnh tình thì sợ lắm, em uống hết đi. Em yên tâm cho bệnh nhân nó vô tay biến rồi. Rất nhanh, nặng nề mà nếu mà không chạy là người không gặp em. Cái người đầu tiên cũng bóp cổ là bóp cổ của thằng bác sĩ của họ kêu họ qua. Lý do những cái người một đang nhiều thuốc lá mà ngưng, nó sẽ có nhiều cái hậu quả xấu ra kề bông. Và cái điều này là nhiều rồi đó nha. Cái đầu tiên là cái gì, lên con sẽ rất là dữ dội. Có những bệnh nhân cô chỉ ngưng thuốc lá trong vòng một tháng thôi, một tháng nó lên từ 10 kg. Mà em có thấy là cái bệnh nhân này mà tăng huyết áp lên kilo thì nó làm sao, nó tốn thì mập nè đúng không, rối loạn chuyển mệt quá mỡ sạm mầm đúng không, đủ thứ chuyện bất lợi cho bệnh nhân. Thì tại sao mà nó lại lên cân đó? Đúng rồi, khi người ta ngưng thuốc lá tự nhiên người ta thấy người ta ăn ngon hơn, người ta ngủ tốt hơn, nghe kể chưa? Và cân là chúng ta lên quốc. Nghe chưa? Thế vậy người ta đề nghị là ngưng thuốc lá theo từng bậc. Nghe kể chưa? Và mai mốt trong lâm sàng tôi sẽ nói cái điều chỉnh hơn. Nếu các bạn có thể hành ra sau này cũng còn điều trị. Còn về giảm rượu, rượu là gì? Thế này có nhiều người người ta uống rượu nó có nhiều. Mà nếu mà những cái người mà nghiện rượu đó em thì nó qua vấn đề tiêu hóa nó nhiều hơn do cái phần này. Nên kịp chưa? Cho nên rượu thì người ta không mới nhiều, người ta chỉ đề nghị giảm rượu thôi. Còn những cơn nặng thì phải biết thôi. Tại vì cái cơn nặng này thì nó ảnh hưởng của phần yếu tố điều trị, yếu tố nguy cơ có khả năng thay đổi được đó, kéo phì á, cái BMI mà đánh giá đó, tức là giảm theo cái mức từ từ thôi mấy bạn nha. Cái nữa là hoạt động thể lực. Thì cái hoạt động thể lực này nó tùy cái nha, nghe không? Có những bệnh nhân có thể muốn lực, hiểu không? Nó nằm chỗ kêu cái hoạt động thể lực mà 30 tới 60 phút một ngày. Thế em cũng nghĩ không ấy, cái nhúc chết tại giường nó khó khăn rồi. Em cứ hoạt động 15 phút rồi lên cái khác với nhỏ rồi đấy. Tức là cái này nó tùy cái ha. Cái này đi căn ngừa nha. Tức là cho cái người mà nhẹ đó và là cái người bình thường đó để điều trị dự phòng đó thì đề nghị cái này. Còn những cái người mà đã có những cái di chứng do cái tai biến nó gây ra rồi đó mấy bạn, theo kịp chưa, thì người ta đề nghị là tập thể lực đó, tập thể dục đó theo tùy, tức là theo từng cá thể, hiểu không? Tức là tùy bệnh nhân, có những bệnh nhân thì còn khỏe thì người ta có khả năng là sức. Chứ em biết mấy người đẹp mà họ nhấc được cái chân lên là bằng mình đi được cả 10 mét, hiểu không? Mà em kêu mà ổng đi cái số thôi, ổng đi 100 mét là em điều trị cơ thứ hai, hiểu không? Cho nên là cái này là phải có cái gì ạ? Cái quyển chuyện trên từng người mình mới được. Nghe, như vậy cho nó phải mốt á, cái này đi thi thì lý thuyết ghi vậy, ok?
chê mai mốt mình thêm lâm sàng á, hiểu không? Tức là tăng cho một cá thể thôi, bệnh nhân em cụ thể như thế nào thì em sẽ cho tôi được cái điều trị cụ thể cho bệnh nhân đó. Bệnh nhân đó thì em cho cái gì? Ok chưa? Bệnh nhân cụ thể em đang làm sáng em sẽ tập gì? Em cắn cái này, cắn qua một chuyện đó, hiểu không? Tôi nói cái này hiểu không? Cái này là cho các bạn biết tiếp đó. Người ta ngừa cái cơ, có những người ta lì cái cơ, người ta đi đứng rất là khó khăn. Thế em chỉ cần cho người đó ngồi, nắm tay, tự động tay khỏe, kéo tay này, kéo về 15 phút rồi bỏ mồ hôi rồi đó. Có kìa không? Đó là cụ thể trên từng người làm cái gì. Còn cái phần phục hồi chức năng, thì cái phần này nó thiên về phần lý thuyết rất là nhiều với các bạn. Thì cụ thể cho bệnh nhân đó, sau này thì tôi sẽ chỉ cho mấy bạn cách tập cho bệnh nhân như thế nào. Còn cái này là lý thuyết thôi, các bạn không? Nên là nó không có dễ nhận biết. Nhưng có một cái duy nhất là dịch liền, nói cho quên nó liền. Là trên cái phần phục hồi chức năng, với những cái người mà tổn thương vô gần cái chuyện chán, tức là cái vùng mà nó ảnh hưởng tới cái khả năng tư duy, những cái cảm xúc của bệnh nhân, những cái hành vi của bệnh nhân rất là nhiều. Có một số người sau tai biến người ta có rối loạn tâm thần, không bao giờ thấy cho người nhà người ta than phiền, nhưng mà từ ngày ba mẹ bị bệnh với bác sĩ em thấy tự nhiên thay đổi tâm thần kỳ cục đó, khó em, thậm chí là không có chuyện gì vui hết á. Còn thì hồi cười, còn em báo thì cười, rồi có một hộ à. Cứ đi với người khác vậy đó, chỉ ai nhặt vậy đó. Thì cái phần này, trong cái phần điều trị thay đây, người ta nói rất là rõ, không biết là họ lúc mình đọc á, mình có nghe nói gì từ chưa, cái bạn ăn cơm, chú ý như đây là cái phần làm việc khá là mạnh. Và nếu mình tích cực, mình phát hiện sớm, mình điều trị sớm, mình nhờ đọc á, thì bệnh nhân sẽ không còn. Còn nếu mà lo điều trị, còn đa phần mình chỉ lo là nhà vận động không ạ. Các bạn thấy chưa? Mình không chú ý đến cái phần cảm xúc, tư duy của mình. Và nếu qua cái giai đoạn mình nó sau này trên 6 tháng giai đoạn nó bệnh vẩn luôn. Các bạn thấy chưa? Cho nên có nhiều người đó, người ta có cảm xúc là rối loạn, người ta bị rối loạn cảm xúc. Và bản thân người ta cũng nhìn thấy điều đó, người ta rất là tức tối, hiểu không? Ví dụ như đây táo nó bắt cho sửa đổi cái trang của anh ấy sẽ khổ, chưa kịp chia buồn nó trang của ông cười sạch sổ, ông cười như là bốt cái chuyện gì vui dữ chó rồi đó, ông cười biết mình ôm ra mình cái đó mình ôm á, các bạn chưa? Như thế bệnh nhân biết không? Bệnh nhân biết, người ta thấy, người ta biết được, người ta đang biểu rồi là cảm xúc được á, hiểu chưa? Cho nên cái bản thân cái cơ thể người ta tự động xong xé được không? Và cái chuyện rất là dễ sợ xảy ra là người khác không được nhận được những người đó được. Thế hiểu chưa? Người ta rất buồn, người ta lại cười, người ta rất vui, người ta lại khóc. Thế hiểu chưa? Thì như vậy cho nên bản thân người ta rất là khó chịu và người ta sẽ có những ứng xử là con như là trái ngược. Nhưng mà khá là phức tạp, được chưa?
Rồi cái phần này là cái phần mà phòng ngừa cái dồi máu thứ khác sẽ cũng giống như ngày mai ra đấu trời, cho nên là nhắc lại cho biết là riêng với cái phần trong cái cú trong cái cặp tiểu cầu nên đặt lại cái điều nha. Ở đây là cô bị ca của ba bố thứ rồi theo kịp không, theo thứ tự là cái gì mà thường dùng nhất tới cái đất trục. Như vậy bệnh nhân có khả năng sử dụng một hai hoặc là bộ trong các loại sau đây chứ không phải nói như vậy nha, hiểu kịp chưa? Chú là đây là những cái thuốc bệnh nhân được dùng, thậm chí người ta đề nghị thôi những cái này chỉ cần sử dụng một loại là ok rồi mấy bạn, hiểu kịp chưa? Và cái loại cây đi á thường xuyên dùng trong cái đợt cấp á thì người ta phải sử dụng cái Covidocel nhiều lắm, bây giờ cái gì thuốc này khá mắc, hiểu kịp chưa? Nhưng mà nếu mà để bình dân thôi á thì người ta sẽ sử dụng Cardiolin. Nhưng mấy em là con chú ý cái liều của Cardiolin cho con nha. Cardiolin nó có cái liều cao cái điều trị trong cái cơn cấp cứu từ 24 cho tới 48 tiếng đồng hồ cấp cứu, nhưng sau đó nó sẽ chỉnh liều bình thường lại, hiểu không? Thì cái câu này là cái câu mà khi hỏi là chết, khi hỏi lý thuyết thì chơi chữ cái là cái mình chết. Tại giá trị mà xài liều cao nó sẽ có nhiều cái tác dụng phụ không mong muốn xảy ra. Liều cao là 3-5 có 2 liều. Cái bây giờ mình bắt đầu đi qua y học cổ truyền ha. Cái có cái chuyện khá là thú vị nói về mấy em, đó là cái thú vị thứ nhất mà luôn luôn nói để mai mốt có coi báo là cái ao cái gửi thì nhớ cô nó sạch cô đưa lại. Cái bài này mới đầu cô không đưa vô, cô chứng kiến cô lơ đi cô không đưa vô, nhưng cô thấy nhiều người xài quá nhất là đang xài đi cái nữa chị ta dân bố của tụi em, tụi em không đưa vô tôi thấy rất là tốt, xong đưa vô vậy thì bây giờ cô phân tích bài bố hả theo kiểu chưa, và mới đặt nó đi tại vì cô thấy cái mặt có tài liệu rồi, cô chỉ muốn chỉ điều duy nhất chỗ này thôi. Tại vì bài này là bài ai biết là có não mà cô bảo mà cô ghi là đồng trụy não, thấy không? Thì như vậy á, để ứng đúng cái y học hiện đại thì những bài thuốc này sẽ ứng với cái điều trị cấp cứu hay kiểm tra tùy gì. Hồi nãy giờ em thấy cái điều trị tây y đa phần nó tiên thôi, tiên kỳ không đúng không? Tại vì nói sao? Tại cái lúc đó bệnh nhân sẽ bị gì? Đà, ho, khè. Cái lúc nghẹn luôn cái đường hô hấp rồi. Thì chưa? Nó lắc rồi, nó đâu có thông thoáng đâu, cho nên hầu như mới đặt đường truyền, phải không? Thì kịp chưa? Và tất cả mỏ thuốc đa phần người ta chỉ qua tiêm truyền thôi, với em nghe kiểu ơn. Như vậy tới đi học truyền. Ừ. Thì nói tới đây cái ngại. Cái ngại là vì sao? Tại tôi là cái người làm được hai bên mấy bạn, cho nên cái gì mà ok thì tôi mới nói, còn cái gì mà lý thuyết thu quá đó cũng ngại. Ngại đầu tiên bác sĩ có gì cô đang hỏi lý thuyết nha, ok hiểu không? Cô á chưa có đè bệnh nhân nào ra cổ cái viên xe cô ngu hoàn toàn đi không, cái đó cô mới thiền. Tuy nhiên trong phòng lý thuyết thì tôi không nói cái kinh nghiệm điều trị của bản thân ở đây. Hiện giờ bệnh viện Quân y 103 đang nghiên cứu rất lớn cái đề tài này. Lý do nó phải đưa ra cái bằng chứng xác thực trên lâm sàng thì mới có tính ứng dụng được. Nghe kịp chưa? Bài thuốc này xuất xứ từ Trung Quốc và các em cũng tin hỏi xem chắc em biết trước cô luôn á. Bây giờ ai mà đi qua Trung Quốc á thì mấy anh đây đi nhẹ nhà ai có bị huyết áp gì đó là luôn luôn mua cái này tình mò gì đó, thậm chí chưa có đi mua đồ nhớ thì mọi người làm cũng vui lắm chạy nha không hợp luôn nhiêu tiền tất cả về giá đi. Mà tôi nói thiệt với các bạn, tôi chưa bao giờ để nhà qua má tôi về mà bác sĩ tây đi ông nào cũng có, thậm chí không có để cho ma má ổng không, không để cho ổng luôn đấy. Và khi mà đổ cái viên thuốc này vô đó thì tôi là cái người đầu tiên nhìn thấy tôi đổ rồi. Khi mà mấy anh đừng nói nha, những ai nói nha, giờ hết thuốc rồi đúng không, không còn cách nào nữa, nó đi
đặt ống á, đặt xong vậy này á, em kịp ra đổ được không? Thì đổ qua được, không có là em kịp đi không ai thấy, cho nên nó đổ như vậy chứ đâu ai ngõ này. Bây giờ thấy xong vậy vậy chưa? Nó không có chút xíu đây, mỗi vậy nữa. Cho nên nó không qua cái đường này, không có đường này, cái đường này mấy giờ làm những kéo ở đây, được chưa? Nó mình đặt cái kiểu đó. Ngoại môn những ca mà thì tôi nghĩ là xong rồi, các bệnh nhân về nhà nghe kiểm tra và về nhà khóc quá chịu không nổi luôn, và bác sĩ đi ngó vào chỗ khác, bây giờ tôi muốn đổi gì đâu, hiểu không? Nào thì nghe đi, hiểu không? Bây giờ là nhà nó thành công trước mắt tay y tin sái khổ, còn tôi nghi ngờ quá giờ luôn. Có ai ở đây đã từng uống thuốc lâu liên không? Nó khó uống lắm nha. Cô cho không biết là bao nhiêu lâu rồi, nhiều người uống rồi nhưng mà nghi ngờ luôn. Uống có được, cô vẫn thấy người ta thành công bằng những cái thai thuốc cô cho bệnh nhân một cách hoài luôn. Nhưng mà thật sự là cái mùi vị nó rất khó uống. Nếu mà tôi trẻ hơn, tôi sẽ nghiên cứu về dược và tôi phát triển dược công ty một mức cao độ y như Trung Quốc. Để chi? Như vậy nó thúc đẩy cho bác sĩ học điều trị được. Muốn phải dễ sử dụng, hiểu không? Cái ngõ này đổ chết luôn, nếu mà không có cái sông á, cho tôi ngọt nhỏ cái đường liền á, là tôi trốn liền á, thay vì bệnh nhân sẽ xa. Và điều đó không phù hợp với xử lý các cô. Mùi vị cái sốt, hiểu không? Như vậy cho nên là những cái bài thuốc này tác dụng của nó hoàn toàn hợp lý. Vậy khi tôi phân tích bài thuốc những cái bài đầu tôi sẽ đề làm rõ cái này cho cái thằng cái đường mà phải học hết. Bác sĩ đông y khác bác sĩ tây y ở chỗ là thuốc là một biết rất là rành. Thay kiểm tra, thậm chí mình phải nhận dạng luôn mặt thuốc luôn á. Để chi? Mình mới điều trị một ngày nè. Đặc biệt của bác sĩ đông y là như thế. Thay kiểm cho, tôi đã biết bạn sẽ biết được cái vị thuốc nó bên kia của người ta là cái thuốc là chống tết lọc tiểu cầu, là hạ áp, là ổn định đường huyết vân vân. Thay kiểm cho, tiêu cái mạng sâu nữa vân vân. Vậy thì cái bài thuốc này nó phân tích xong rất là hợp lý. Sau khi mấy em phân tích bài thuốc này thì chính mấy em sẽ làm những xài những cái bài này cho những cái trường xuất huyết hay là theo kiểm tra mà phù hợp. Có những trường hợp đổ xong vô rồi còn mát chết, tao không có đổ nữa. Thế kiểm tra tại tay đi, khó tay rồi. Thế kiểm không? Và cô đã từng ngồi ở dưới phòng ICU để cô nói cho cô biết bác sĩ tay đi điều trị ba mũi tâm. Sẵn qua rồi mình đã lập chứng rồi, hiểu không? Thế còn kêu cô thì cô cũng là cô là không đồng ý. Ủa, chị bỏ hàng cái kết quả hay sao kỳ vậy? Và các cái những mừng nó cũng đọc một bài viết của bác sĩ nội thần kinh à khá là nổi tiếng, các bạn cũng cần biết người ta đang nói như bài này. Này dùng cho nhỏ nói luôn. Cái quái gì nào? Đầu cái là nhớ liền cái bài của người vô sau đó là người biết. Chứ là bây giờ người ta thần thánh quá. Cái quái gì nó cũng nhiều đẹp. Thậm chí em có tưởng tượng hơn bệnh nhân của cô là uống mỗi ngày luôn một viên cả triệu mấy hai triệu thôi về cơ uống mỗi ngày luôn, nhưng cuối cùng có một số bệnh nhân người ta uống xài đi sinh luôn, người ta sẵn sàng bỏ tiền rủi sao bác sĩ luôn cho nó đừng uống mà bệnh nhân vẫn uống. Thì ông nói là giờ tôi bác sĩ tại cái thuốc này bây giờ nằm dỗ nhận cũng bệnh như bà tôi sợ lắm cho nên uống trước. Cuối cùng á tôi thấy tội nghiệp, tôi thấy không khỏe ra nhưng cho nó uống sao được phải chết trước luôn. Và ông cũng cố nhưng cuối cùng chồng như người ta biến này. Và hiện giờ cũng ai luôn không uống nữa. Như vậy khi các bạn đọc cái bài này xong, đối với bạn thấy cái bài này nó sẽ thích nghi để điều trị thấy cái đột quỵ gì? Ủa thiếu máu hay là miss? Thiếu máu. Cái này nè, ông ấy không thích rồi đó. Thấy sao? Giảm mạng sơ vữa kìa. Cái này sẽ xài chứng thôi bây giờ. Có ai thấy gì thuốc này chưa hả? Trời ơi, sao nó nhớ gì? Có ai thấy gì chưa?
nhìn thấy rất là trân trọng cái mặt mình hết á, nó thấy chưa á, tội lên trời chiều nay lập trời thôi đi, rồi nó sẽ cho em thấy một cái hộp rất là trang trọng, một để một viên nó giống như là viên đơn gì đó, phần kỳ đó, được chưa? Mà hệ sự bây giờ nó thuốc ngoài đường nó giả 80%, nói chứ vậy nè, em qua Trung Quốc mua vẫn giả như thường. Em kịp chưa? Cô qua bên bệnh là cô phải đi lại luôn ở trong cái viện đông y đó đó. Và cô nhờ một cái ông tiến sĩ, ổng mua là ông như nhờ ổng thì mình nghĩ đây là thất thiệt, chứ cô không biết thiệt không. Tại vì để viên thuốc giả với viên thuốc thiệt gần nhau, thấy ai viên cũng như nhau. Mà thậm chí cái ông giả nhìn thấy có vẻ đẹp hơn cái ông thiệt, cái gơ. Thấy kịp chưa? Tại vì như vậy á, thường cái chuyện giá thành của cái viên này á, nó là hoang, các bạn hiểu kịp không? Mà một viên như vậy á, thì trên triệu, tính tính triệu đi, trên triệu á, thấy kịp chưa? Cho một lần của cái tác dụng của cái bài thuốc này á, chủ yếu là nó phá những cái huyết khối. Như vậy chỉ có những trường hợp là huyết khối, là trường hợp bị lắc mạch, nghẽn mạch do huyết khối thì cái bài thuốc này ok, hiểu không? Thế những trường hợp rằng là xuất huyết, nghe thì không có em cho một viên cho đi luôn, nó sẽ góp phần làm như mạch máu vỡ tập lưng luôn. Cái khả năng phá huyết của cái bài thuốc này rất lớn, phá huyết em kiểm tra. Vì vậy chúng em sẽ biết là sử dụng cái này như thế nào. Và cái vị á mà cái này sau này sẽ có những cái sản phẩm như như vậy cái này mà nó quay phim cái bó tôi lên lên từ từ bỏ về nhận ý kiến nó sẽ ngang đầu tiên tại bài thuốc tên sao tôi ghi vậy nha. Nhưng thực tế mấy bài thì cái sừng tê giác bây giờ nó đổi thành cái sừng trâu rồi, nghe kịp chưa? Chứ nó còn xài sừng tê giác nữa đâu, nghe kịp chưa? Còn cái ăn cái muôn hoàng của các bạn thì ở bên Trung Quốc á, bây giờ Hà Nội đang làm, tức là đang nuôi theo kiểu như là cái này thì Trung Quốc các bạn đang đầy nó cái công nghệ luôn, đúng không? À, trên cái con trâu á, cái mật nó nói gì đó mấy bạn, nó là để diễn tả sao, nó là sỏi mật, những cái sỏi mật á, tức là cái gây sỏi trên cái con trâu đó, hiểu không? Là lấy cái đó cái nghe này đây này đó, cái bị nó sỏi trên cái mật này, nhưng nó nuôi công nghệ những lắm luôn, nó làm cái phương pháp nó nuôi ngỗng để lấy gan gì đó. Em có thấy con ngỗng mà nuôi lấy gan đó, em thấy ngờ, thấy cái con ngỗng nó đi tìm nghe nó to nó to cái to vậy chứ cái to nhất 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 ba lần so với con ngỗng bình thường. Cái này gan chỉ để phát triển cái gan thôi. Và con trâu này cũng trời, nó sẽ nuôi cái con về đó, và con trâu nó sẽ có nhiều cái viên sỏi mật. Ăn gì? Và sỏi mật của con trâu á. Ăn gì ra được sỏi? Không kịp không ạ? À? Cho nên học đông y sẽ biết được cái thuốc đông y của mình. Giống như em thấy con rất đông. Được chưa? Nó sẽ có những cái rất là hay như con rất nhiều. Nó cắn rất là độc. Nó cắn rồi nó nhấn được con nó đen là khủng khiếp. Nó rất là đơn giản. Người ta kêu dưỡng độc gì đâu. Con gà đó thì mà mình muốn cắn cái này là nó xùi hai cái mép ở đây nè. Đã chết tại chỗ. Còn gắn cắn nó nữa. Nhưng mà bình thường á, con rứt mà nó cắn em lúc đó mày bắt được con gà em móc cái hộp đó mày thấy cái vết em cho tôi liền ngay chỗ cái vết thương rứt cắn cực kỳ đẹp, không bao giờ biết tìm kiếm lại nó cắn không nhớ, hiểu gì chưa? Tôi kiểu chưa? Và người ta để chống cái bệnh thôi gà gà dịch đó phải không? Nó bị dịch chúng ra đó các bạn, thì người ta lấy con rứt á, người ta bầm ra những cái nhiễm gan đó là những cái cực kỳ em chia ra
không bị dịch trúng mùa. Giờ ta mới chích thuốc cho con gà, cái tim hơi là kìm cho. Nhưng mà con thích á, mà con gà nó sắp hoài luôn em. Con muốn đều là giờ thích cho gói cho gà ăn. Thích gói cho gà ăn rồi. Chắc mọi người làm gì khác. Theo kìm cho, tức là khi mà thật dài chứ. Mình gà nó sẽ có luôn mà cái hút đó rất là rõ ràng. Và khi có ra ở bên Trung Quốc, khi đó là uống phê nó làm cái công nghệ luôn. Lâu lâu á, mình mổ con trâu mới thấy được cái thổi của nó. Theo kịp chưa? Còn bây giờ nó nuôi sao con trâu mở ra nó không thổi. Bây giờ, và đặc biệt ở những cái việc đó, nó là uống á, nó chuyên luôn cái đó mà. Để nó lấy được cái ngu mà. Được chưa? Thì hơi hơi nó cũng dạy nó để mình được, nó phải bổ sung phần này. Tôi biết là các hai giờ nói trước. Còn hoa là bài bốn cái hoa là thái thảo hoa. Nó là một trong những cái đà bài mà khá ok mình có khả năng sử dụng được. Được chưa? Được chưa? Và thậm chí em thấy là nó đã ra được những cái thành phẩm luôn để nó điều trị trong những cái cơn. Sau đó thấy em sẽ sử dụng tới những cái bài như là cái gì bổ dương hoàng, cái gì bổ dương hoàng cũng hay. Nó là trong cái cơn cấp. Tuy nhiên á, bây giờ mấy bạn sẽ có cái thứ vậy ạ. Mấy bạn sẽ dễ được về, mở sách ra, gắn kết cho tôi. Bình thường chúng ta tới những học cổ truyền, học những cái cục người não này thì mình học trong giai đoạn hậu thôi đúng không? Tức là sau di chứng thì biết bao nhiêu não? Hay là mình kêu là hậu chúng không? Như vậy nó không còn những cái hấp thú như thế này. Cái này chỉ nói riêng về cái mặt lý thuyết thôi, hoặc là chúng ta chỉ vô những phòng cấp cứu thôi, chứ ở phòng cấp cứu thì không trong cổ mình sẽ bị dị ứng này. Thấy kịp chưa? Mà mình lại bắt đầu bước qua những cái bệnh cảnh lâm sàng khác, những cái hậu chứng phong. Mà trong bài chứng phong mình học rồi, thì nó sẽ có những cái bệnh cảnh lâm sàng chẳng như hạn như là gì? Hận gì? Hồng thâm dương lưỡng hư, tức là giai đoạn mà nó chuyển qua thì nó sẽ có những cái bệnh cảnh lâm sàng như là hồng thâm dương lưỡng hư, hay là cái giai đoạn mà hạn chế đối với hồng thâm dương lưỡng hư á, ở trong giai đoạn mình đa phần ở trên lâm sàng á gặp phải những cái người rối loạn thì má mỡ nhiều, em kịp chưa? Đây đó là bệnh cảnh lâm sàng của đà hấp. Tổng trạng bệnh nhân thường béo xỉu thì những cái bài thuốc chấm vết của nó để điều trị được đó, như là bài vị trần than. Tới đây theo kịp không mấy bạn ơi, đó là cái phần ứng dụng về cái điều trị học cổ truyền trong cái khẩu chúng phong. Nhưng khi tôi gắn như thế này á thì nó lại không phù hợp với cái tựa đột quỵ não hay là tai biến mạch máu não thì được chưa? Cho nên cái phần đó là cái phần em gắn vô để học đó, học thêm nhà. Khi mà tôi đã nói như vậy rồi thì tôi được chuyển đổi. Ví dụ như tôi nói là bình cảnh lâm sàng của cái hậu âm dương lưỡng hư thường biểu hiện là ok, cái phần này học đi 40 năm rồi á. Hoặc là tôi có khả năng mà đưa một cái bệnh cảnh lâm sàng của một cái bệnh cảnh lâm sàng hay là đau thấp, hay là đau dương lưỡng hư. Mấy bạn đã đọc ra là hiểu là gì nha. Nhưng mà tôi không chịu chẩn đoán, mà tôi kêu là bài thuốc phù hợp để điều trị bệnh cảnh lâm sàng này sẽ là gì chẳng hạn? Không. Mấy bạn thì nghe được không? Nãy giờ con nói gì chẳng hạn? Chỉ hộ chúng không? Nó kiểu mà. Kiểu chơi tại vì cái mình chỉ có 2 tiếng thôi. Mai dạy những cái quá nhiều thì không có đủ giờ. Ở đây thì giờ hồi đó cái bài này á, cho cái điều kiện này là 8 tiếng của em. Người chắc nhớ sao nhiều quá rồi. Mới đầu cái phần dạy nhiều của em, cái thầy cô cứ đề nghị với em nó đọc cái sau. Bây giờ cũng bắt đầu điều kiện. Và tôi đề nghị vậy tôi sẽ cho cái gì. Và tôi đã không thích bài 4 rồi thấy không? Thấy không? Thế vậy, ví dụ như sẽ có những cái bài thuốc như bổ can thận, bài thuốc như điện trần than, ok, thấy kiểu chưa? Ví dụ như tôi nói là bán hạ nằm trong cái bài điện trần than thường khó tác dụng thở mạnh, dụng lý theo học là an sinh, thấy kiểu chưa? Thấy
hiểu chưa? Nếu mà ai thì khó, cái đó là bài tập nhỏ cho mấy bạn làm đi ha. Ok, thì mấy bạn sẽ trải nghiệm được phần thi phần thông và phần thi điều chỉnh. Năm ngoái cũng có nói, tôi cho nó thi được có bớt cho là năm nay mình không nói luôn. Tới đây theo kịp không? Như vậy trong cái phần mở thêm đó, thì cái bài này nó sẽ hồng vô cái bài những bệnh cảnh lâm sàng như là đàm thấp, thận âm dương lưỡng hư, can thận âm hư. Tới đây theo kịp chân để phù hợp với cái hậu chúng không kinh lạc. Đó là cái phần ứng dụng thực tế mà chúng ta thường xuyên gặp rất là nhiều. Và mấy em chú ý cho cái bài bổ dương hoàng ngũ thang cho lâm sàng nha. Thông thường người ta hỏi về cái bài này nhiều lắm và vì nó không có tác dụng ứng dụng trên lâm sàng cho nên nó xài nhiều. Còn về chăm cốt, bây giờ mình bắt đầu đi về các phần điều trị không dùng thuốc. Thì cái phần này á, đáng lẽ ra là bên không? Tôi chấp cuốn dạy rồi đúng không em? Nó hỏi vậy thôi chứ tôi hỏi rồi đó. Là bên cuốn đó, cái phần điều trị không dùng thuốc hay về cái này đó là mấy em được học hết rồi. Dạ, không nhớ nhưng mà uống đi vất vả đi qua đúng không? Không nhớ ta. Bây giờ nói rõ nghe. Mai mốt thì tuy dùng được không dùng thuốc, cái bài này gắn vô dữ lắm đó. Nó sẽ, nếu em gặp cái ca thì tai biến mạch máu não mà giai đoạn hậu, tức là giai đoạn sau, thì đầu tiên em phải chẩn đoán đó là bệnh cảnh lâm sàng tình điện. Cái thứ hai, phải mốt thôi dễ, nãy nói rồi, về nhà cộng đồng làm đi đây. Bây giờ là cụ thể cho bệnh nhân này, nếu mà điều trị không dùng thuốc, ai phải cho cái cấu tạo không thức phù hợp cho bệnh nhân? Và đây là cái câu hỏi sẽ được hỏi trong quá trình thi điều trị không dùng thuốc ở phần thi hóc môn, và các em sẽ gặp tụi tôi ở phần thi tốt nghiệp. Cũng này không? Nhiều khi tôi cho xong nó nói chung hay cho chứ em không biết để thích thì sao. Mà nếu em không biết để thích thì sao thì em sẽ mất 50% số điểm. Các bạn chưa? Cái câu mà dễ ăn nhất mà làm ơn nhớ được tôi đi ha. Ôi đâu, cái này là được chuyên để chuyên khoa là chuyên một môn trong phú nó dạy đội cũng đâu có nhắc đi được. Ủa không, mà là ta cứ nhắc thôi. Thông thường về cái kinh nghiệm thì người ta cũng tiên chọn những cái quyền nằm trên 6 kinh dương. Mà người ta lý luận đó là những cái quyền của những đường kinh dương thì đó là những quyền để bổ sung và khí huyết. Theo kịp chưa? Thì chọn những cái quyền nhiều khí nhiều huyết để chăm, cho nên người ta chọn 6 kinh dương. Theo kịp chưa? Cho cái phần hậu điện. Tuy nhiên hiện giờ bộ môn chăm cú đang cập nhật rất nhiều trong cái điều trị mới, đó là điều trị cái bản gì chăm, phương pháp chăm cải tiến. Nghe kịp không? Chắc mày đi nghe học quyết định. Cái việc đi chăm bộ tôi hỏi vậy thôi chứ tôi biết học cái đâu mà lúc nào hỏi tôi biết. Lúc nào em biết, em không biết thì rất là nhiều lần nữa. Người ta sẽ hỏi về phương pháp chăm cải tiến. Như vậy phương pháp chăm cải tiến thì thông thường nó dựa theo nguyên tắc nào? Ai nhắc tôi nghe không? Dựa theo nguyên tắc nào? Chồng bây giờ học ở đây đi về nhà coi lại lần nữa là coi như bài được xong. Thiệt á. Tôi chồng ở mấy bạn không biết sao chứ tôi vừa đem về nhà tôi học bài cái chuyện khó khăn lắm các bạn. Về nhà những cái lúc cô quyên mới chuyện tào lao rồi mà cái học bài là khó rồi. Đừng mọi người ai cũng học chúng ta, người ta phải học. Chứ thôi thôi bây giờ chúng ta sẽ không học trước. Chúng ta sẽ đợi tới trước kỳ thi 2 tuần của mình. Chúng ta sẽ thử cái khả năng đi quy của mình còn bé ngó không. Cho nên mấy em bây giờ học rất nhanh. Có phải mà tôi mới tư dân trong cái nhóm học trò lớp 12 thấy cái đuôi màu đỏ của mấy em. Thế biết sao?
ngoài chú y có cần phải giỏi dữ lắm không con? Em trả lời cô, y có cần giỏi dữ lắm không? Không cần giỏi dữ lắm, mặt phải bờ phải trong, y muốn làm được phải có cái nước bờ mưa phùn thấm đất. Thế về cho cái bài này em về với em đọc lại với em, mấy em sẽ hiểu được là tại sao tôi học cái bài này lên như thế đời, tại sao tôi nói cái phương pháp chăm chạy tiếng, vì sao cái phương pháp này tôi bắt đầu ok hơn phương pháp chăm trước đây. Trước đây tôi để đại trà ra làm việc tôi chăm sau thời gian thấy tôi đi dùng lối mòn rất là dễ sợ, nó không có cải thiện cho bệnh nhân. Bệnh nhân giai đoạn đầu là liền mềm, em kiểm cho mà một bữa trước tôi dạy với đại rồi, tôi dùng bây giờ mềm ở nào cũng điều trị được chuyển cứng, đúng không? Như vậy mình can thiệp có giúp được gì không? Hay như người ta đang nói là tốt nhất trong y đừng tham gia. Cho nên nó xuất hiện phương pháp chăm chạy tim để nó chọn vô những cái bó cơ để nơi bám tận nguyên thủy của cái cơ, có thấy không? Theo kịp chưa? Tại vì sao? Khi mà tôi sụi lơ thì tôi cần phải co lên, đúng không? Nhưng khi mà tôi co lên thì tôi phải co cái chiều mà có tác dụng quýt, đúng không? Có nhiều người nó coi đây là nó nắm luôn từng tóc nhưng mà nó lôi rụng từng tóc xuống thì đấy mới nhiều khi nó chưa thỏa được cái tay. Nhưng mà kiểu chưa? Và mấy em đang thấy cái người đó nó tăng động nó bất thành khó vô nước dương tính luôn, tức là ai đọc thôi. Nhưng mà kiểu chưa? Rất khó chịu, tôi không biết là sao. Nhưng mà nếu lúc nào cũng chăm thì không pháp cổ điển đó rồi, chăm được thích thích điện, nếu mà càng ngày nó đã đang tăng động rồi, hiểu không? Mà em còn thích thích điện thì sao? Nó phải là càng ngày bệnh nhân em sẽ thấy những trường hợp mà nó đưa tới trường hợp là từ là hấp chuyển thật ra từ cơ chuyển tới thận dương thận dương nữ hơn, sau rồi nó chuyển tới can tăng hơn, can mở tăng hơn, đúng không? Và cái cũng cái xấu hơn nó can trọng hơn, có ai biết tại gì vậy? Tôi đã dẫn nó ai biết không? Giờ nó tới cái giai đoạn bệnh nhân mà liệt lâu năm rồi đó, liệt dữ lắm luôn rồi đó, người này giai đoạn gì có ai biết? Học sách gì đó người ta tôi muốn làm đọc tôi nghe rồi tôi diễn giải cho nhiều mấy bạn mắt tôi đọc rồi tôi diễn giải nữa. Có ai đọc tới này chưa? Học thận ôi cái loại học qua bệnh học cái học cũng chuyện qua hả tới giai đoạn gì đi. Giai đoạn ba nó là bắt đầu gan mật năm mươi đúng không? Nghe quen không? Có tưởng tượng cái giai đoạn của bệnh nhân sao vậy? Nói thử chơi cái cô ấy. Em cô xã thì thằng gan mật năm mươi bệnh nhân nó có cái sao như cái chứng dạng của nó sao? Với cô ấy tôi gọi nó thích cầu tôi nghe. Tôi chỉ với bạn cách học bài, hiểu bài đi học. Mình học một lần mấy cái não mình kêu ok luôn á. Nó nghe tưởng tượng là một lần mình luôn á. Ai nói lại nó đại cho tôi đúng vậy không? Thấy các bạn nói nhiều á, tôi dạy đem một cái của mình. Mấy bạn không nói. Tại vì tôi sẽ không gặp nhóm này hết đâu. Mấy bố tôi nhận điều trị thì tôi nhận nhóm thôi chứ. Đúng không? Sao nhận hết đó? Tưởng tượng thôi, bây giờ mình phải suy nghĩ một cách có logic để học bài chứ mà ôm đầy hết rồi quên cái chữ đầu tiên rồi quên nguyên bài. Nói đại dần bởi vì đó là lý do tôi giấu lại, tôi không bây giờ tôi để bệnh cảnh lâm sàng của mấy đó cái đó học rồi mà đúng không cô Nhân dạy phải không? Cái bài trước không là cô Nhân dạy không dạy học không chủ đề con cái khó khỏe ăn bột mì thật đau lưng mỗi gói chủ đề tóc bạc ăn bột nhiều để có gì là phụ chứ đúng không? Có ai nói với con? Có được con nữa con?
giờ đó hả, mấy bạn cũng hơi nổi đó, cái đồ mà làm việc các em đừng học lòng, nhất là đi học công việc học là phải hiểu nói với ca và trong thương, có nghĩa là em tự lập phải phân tích cái nhóm như vậy, nhóm này là sao mà sao lại phụ quên sao? Em phải phân tích là tại cái giờ như vậy nó sẽ có hai phần, một là tổn thương bệnh lý do hai tạng can thận rồi đúng không, hai là bệnh lý nó nằm trong cái hội chứng của âm thương đúng không. Như vậy á mà ở đây nằm trong cái chứng trúng phong đúng không em, đúng không, trúng phong là ngồi gồn ngã ra hôn mê yếu lị gì đó đúng không. Như vậy đầu tiên tôi sẽ để ý chứng cái trước là bệnh nhân sẽ có tình trạng yếu lị, tại vì đây là bài trúng phong. Ủa vậy mai mốt tôi hỏi bệnh cảnh lâm sàng ABCD mới được nói cho rớt liền á, cái đó nói thiệt khoảng năm thế nào mấy em cứ nhận diện triệu chứng được thì mấy em chẩn đoán cho thầy thuốc phù hợp chứ. Cái thứ hai là gì, ví dụ can và thận đúng không, can thận này nó không phải nằm trong lý chứng hiểu không, mà can thận này nằm trong chúng phong đúng không. Như vậy cái chuyện lưng đau gối mỏi là phụ, tại vì lưng đau gối mỏi có khả năng nằm ở trong nhiều bệnh lý đó. Nhưng mà bây giờ tôi đang nói về bệnh lý của chúng phong. Như vậy thận chủ kỹ xảo tác cường thi quen là chính chứ đâu có phải là lưng đau gối mỏi đúng không. Bây giờ là tay co quắp gồng cứng không có cầm nắm được nè, chứ lúc đó hỏi ông có đau lưng không, bây giờ rồi bây giờ đâu có đau bác sĩ mà đi không được chứ. Rồi lúc đó em vẽ bệnh ra, em nói bệnh nhân có đau lưng, bệnh nhân không có than với em đau lưng. Tôi đến đây kỳ này là tại tôi luyện mà từ cái chứng liệt á, từ cái chứng bán thương bất tội đó, mấy em phải biện luận sao nó vô cái chức năng của tạng thận chứ đúng không. Có phải bây giờ nó đụng vô bát cường chi quan không đúng không. Chứ bây giờ em đang hỏi là ông này là sinh lý có mạnh không, trời ơi giảm đi còn cũng sau thì hỏi ví dụ đó là ông khoan cái nhạy đi rồi mình có hiểu cái gì không mấy bạn ơi. Tức là hồi trước tôi không có đi nhận giờ tôi thấy hay quên lắm bác sĩ đúng không. Tôi làm trước tôi quên sau tôi làm sau, chứ mà cái này là từ sau khi tôi bị liệt thì bây giờ mấy em mới nói về cái thận là có cái chức năng nó là để của não như thế nào đó, còn vì máu huyết nó không lưu thông cho nên nó không có vận hành được cái não, cho nên nó mới làm cho bệnh nhân hiện giờ có những cái chứng hay quên tới đây theo kịp chưa. Mấy em cái kiện luận được ở đây là tổn thương thận, còn tới can can hay gì giờ ổng sụi lơ còn đâu đâu có bức rất nóng nảy cáo giận qua giai đoạn đó rồi. Nhưng mà sao can chủ cơn bây giờ động thứ nhất nè, kéo gì nó lên vậy, kéo gì nó lên đúng không, can chủ cơn tối ngủ không được, lúc nào cũng bồn chồn vì can không tài được quyết. Nói đây nghe được chưa, nếu em không biết biện luận đó mà các em cứ nói là cái gì hay là bây giờ bệnh nhân không thể nào được nghỉ phán đoán được cái gì chính xác đó, từ ngày bệnh nhân bị bệnh có phải đụng vô cái khả năng gì can chủ ngu lận luôn, có hiểu kịp không mấy em ơi, theo kịp chưa. Và như vậy mấy em mới bị luận có sức thuyết phục khi mấy em làm được tán người con chứ. Như vậy ra được chức năng về cái bệnh cảnh lâm sàng can và cái thứ hai ông thương là gì, bệnh nhân hay có cảm giác bức rứt nóng nảy người hay cao khó táo bón đúng không mấy em, và nãy giờ tôi còn không còn tôi đang biện luận cho một cái bệnh lý khó học hết. Và như vậy nó sẽ giúp bản thân mình học mình hiểu rồi mình mới nhớ, chứ không thể nào chúng ta nhớ mà chúng ta không hiểu được. Khi chúng ta hiểu chúng ta nhớ mới đọc, và khi chúng ta nhớ lâu cho nó hiểu hiểu thì nó mới thuyết phục mình trong quá trình trị. Theo kịp chưa? Không khéo sau này em sẽ lấy cái can thận năm hư của chúng không chả khác gì cái can thận năm hư ở trong tí chứ, nó cũng không khác gì là can thận ở năm hư ở trong
Hãy subscribe.